Hiện tại, Bill Gates được coi là người giàu nhất thế giới với khối tài sản khổng lồ. Nhưng có thể bạn chưa biết sự tồn tại của các ông trùm giàu có thật sự trên thế giới mà giới truyền thông không được phép công bố. Nếu một người làm trong ngành tài chính mà chưa biết đến cái tên Rothschild thì chẳng khác nào một người lính không biết Napoleon. Gia tộc này có một sức ảnh hưởng rất lớn đối với quá khứ, hiện tại và tương lai của người dân khắp thế giới. Thông qua sự đối lập về tầm ảnh hưởng và sự nổi tiếng của gia tộc này cho ta thấy được khả năng giấu mình của dòng họ này cao siêu thế nào. Bước khởi nghiệp của Rothschild. Ngày 23 tháng 2 năm 1744, Mayer Amtrak Rothschild cất tiếng khóc chào đời trong một khu tập trung Do Thái ở Frankfurt. Moss, cha của Mayer, là một thợ bạc chuyên cho vay lãi lưu động, sinh sống và làm việc ở vùng Đông Âu. Sau khi Mayer chào đời, Moss quyết định định cư tại Frankfurt. Ngay từ nhỏ, Mayer đã thể hiện tài trí bẩm sinh của mình về kinh doanh. Cha của Mayer đã dồn nhiều tâm huyết để đầu tư cho con trai, dạy cho Mayer một cách có hệ thống về những kiến thức kinh doanh liên quan đến tiền tệ và cho vay. Mấy năm sau, Moss qua đời. Lúc này, Mayer mới 13 tuổi, nhưng được sự khích lệ của những người thân thích trong gia đình nên đã quyết định theo nghề tài chính và làm việc trong ngân hàng của dòng họ Hammer, gốc Âu ở Hanover. Trong suốt 7 năm làm việc, Mayer đã hấp thu những kỳ mưu diệu kế trong ngành tài chính được truyền từ Anh sang. Chính ở đây, Mayer đã ý thức được lợi nhuận và hệ số an toàn khi cho chính phủ và quốc vương vay tiền với mức cao hơn rất nhiều so với cá nhân vay. Bởi vì đây không phải là khách hàng lớn mà còn được đảm bảo bởi khoản thuế của chính phủ. Mấy năm sau, khi đã trở thành một chàng thanh niên khỏe mạnh, Mayer trở về Frankfurt tiếp tục công việc làm ăn là cho vay lãi của cha mình. Mayer còn đổi họ của mình thành Rothschild. Roth trong tiếng Đức có nghĩa là màu đỏ, còn Schild có nghĩa là dấu mốc. Khi được biết tướng Stauffer cũng đã trở về Frankfurt và đang làm việc trong cung vua William, Mayer nghĩ ngay đến việc phải lợi dụng mối quan hệ này để phát triển sự nghiệp. Bản thân tướng Stauffer và vua William là những nhà sưu tập tiền có tiếng. Còn việc nghiên cứu tiền tệ của Mayer cũng đã có mấy đời gia truyền. Sau nhiều lần được Mayer bán cho những đồng tiền giá rẻ, vua William tỏ ra áy náy bèn hỏi Mayer có cần giúp gì không. Và không bỏ lỡ thời cơ, Mayer đề xuất muốn trở thành người đại diện chính thức cho Hoàng cung. Và ngay tức khắc, Mayer được William đồng ý. Ngày 21 tháng 9 năm 1769, Mayer đã gắn huy hiệu hoàng gia lên tấm bảng hiệu của mình với dòng chữ Rothschild, người đại diện do vua William chỉ định. Uy tín của Mayer lên như cồn, công việc làm ăn cũng phát đạt. Buổi bình minh của dân tộc giàu có. Đến năm 1800, dòng họ Rothschild trở thành một trong những dòng họ Do Thái giàu có nhất ở Frankfurt. Trong năm này, Mayer còn được nhận danh hiệu đại diện hoàng gia đế chế do quốc vương của xứ La Mã thần thánh trao cho. Danh hiệu này khiến ông có thể đi khắp nơi trong đất nước, được miễn trừ các loại thuế đánh vào người Do Thái. Thậm chí, nhân viên công ty của ông còn có thể mang vũ khí theo người. Mayer có 5 người con như 5 mũi tên sắc bén nhằm vào khu vực trung tâm của châu Âu. Người con cả Amtrak trấn giữ toàn vùng Frankfurt. Con thứ Salomon được gửi đến Vienna khai phá chiến trường mới. Người thứ ba Nathan được phái đến Anh để nắm giữ đại cục. Người thứ tư Kat được gửi đến Napoli của Ý để xây dựng căn cứ địa và đóng vai trò con thoi truyền đạt thông tin giữa các anh em. Người con út là James thì nắm giữ nhiệm vụ tác nghiệp ở Paris, một đế quốc tài chính trong lịch sử loài người đã được hình thành. Gần như đồng thời trong một khoảng thời gian ngắn, 5 anh em người Do Thái thành lập 5 nhà băng Rothschild tại 5 trung tâm tài chính tiền tệ lớn nhất châu Âu. 5 ngân hàng này hoàn toàn độc lập với nhau nhưng lại hoạt động liên kết rất chặt chẽ, tạo thành một hệ thống tài chính ngân hàng, đặc biệt có thể chi phối thị trường tài chính và ảnh hưởng lớn đến kinh tế châu Âu thời đó. Trận chiến Waterloo và khải hoàn môn của Rothschild. Nathan là người con trai thứ ba và cũng là người gan dạ thông minh nhất trong số 5 anh em gia tộc Rothschild. Năm 1789, Nathan được cha điều chuyển từ Frankfurt đến Anh để khai phá lĩnh vực ngân hàng của dòng họ Rothschild. Do có tài năng thiên bẩm đáng kinh ngạc về tài chính cũng như các thủ đoạn tinh vi, đến năm 1815, ông đã trở thành một trong những ông trùm ngân hàng nổi tiếng tại London. Lúc này, 5 anh em nhà Rothschild đang tập trung chú ý tình hình chiến tranh châu Âu năm 1815. Đây là một cuộc chiến quan trọng có liên quan đến số phận và tiền đồ của đại lục châu Âu. Ngay từ những ngày đầu chiến tranh, dòng tộc Rothschild đã xây dựng một hệ thống thu nhập và truyền tin tình báo chiến lược quy mô lớn cho riêng mình. Hiệu suất, tốc độ và độ chính xác của hệ thống tình báo này đều đã đến trình độ khiến người ta phải thán phục, vượt rất xa so với tốc độ của bất kỳ mạng lưới tin tức của các cơ quan nhà nước nào. Ngày 18 tháng 6 năm 1815, trận Waterloo được triển khai ở ngoại ô Brussels, Bỉ. Đó không chỉ là cuộc chiến sinh tử giữa hai đoàn hùng binh của Napoleon và Wellington mà còn là canh bạc lớn của hàng vạn nhà đầu tư. Kẻ thắng sẽ giàu vô biên, còn kẻ thua sẽ trắng tay thất nghiệp. Không khí trên thị trường giao dịch cổ phiếu London căng thẳng đến cực điểm,
Tất cả mọi người đều chờ đợi kết quả cuối cùng của Waterloo trong lo âu. Đến tối, Napoleon thất bại. Một nhân viên tình báo của Rothschild tên Rockwork đã tận mắt chứng kiến tình hình chiến sự và lập tức leo lên xe ngựa về để báo cho chủ nhân. Đến sáng ngày 19 tháng 6, anh ta đã đến được Fersen của anh. Đích thân Nathan Rothschild đã đứng đợi anh ta ở đó. Nathan tức tốc xé thư ra xem, lướt nhanh qua dòng bản tin chiến sự rồi thúc ngựa lao thẳng về phía sở giao dịch chứng khoán London. Khi Nathan vừa bước chân vào sở giao dịch chứng khoán, ông liếc mắt cho ra hiệu nhà đầu tư cổ phiếu của gia tộc Rothschild đang đứng bên, bắt đầu bán đổ, bán tháo công trái anh. Khi đó, một lượng trái phiếu của anh trị giá khoảng mấy trăm nghìn đô la trong phút chốc đã bị đẩy thốc đẩy tháo ra thị trường. Giá công trái bắt đầu tụt dốc tạo nên cơn sóng trượt giá, cơn sau mạnh hơn cơn trước, báo hiệu một sự sụp đổ hoàn toàn. Cuối cùng, trong đại sảnh sở giao dịch, có người đã thét lên: Rothschild đã biết rồi, Wellington đã thất bại. Tất cả mọi người ngay lập tức hoảng loạn như bị điện giật, cuộc bán tháo trái phiếu cuối cùng cũng trở nên hỗn loạn. Trong lúc mất hết lý trí, mỗi người đều muốn bán tống, bán đổ những trái phiếu trong tay vốn đã không còn chút giá trị, cố vớt vát được gì hay nấy. Sau mấy giờ bán đổ bán tháo như vậy, trái phiếu của anh đã chất thành đống rác. Giá trị của mệnh giá công trái chỉ còn 5%. Nathan vẫn thản nhiên ngồi quan sát mọi chuyện xảy ra. Đến 11 giờ đêm, ngày 21 tháng 6, Harry Forsyth, người đưa tin của công tước Wellington, cũng đã về đến London. Tin cho hay, đại quân của Napoleon đã thất bại hoàn toàn sau trận đánh suốt 8 giờ, tổn thất 1/3 số quân nước Pháp nguy khốn. Tin tức này đã chậm hơn cả một ngày so với tin tình báo của Nathan, và trước lúc ấy, Nathan đã kịp mua lại toàn bộ số cổ phiếu giá rẻ ấy và kiếm được một lượng tiền gấp 20 lần so với tổng số tài sản mà Napoleon và Wellington đã có được mấy chục năm chiến tranh. Trận chiến Waterloo đã biến Nathan thành chủ nợ lớn nhất của chính phủ Anh, để từ đó chi phối quyền phát hành công trái của nước này. Nathan đã không cần che đậy vẻ kiêu ngạo khi chinh phục được đế quốc Anh và tuyên bố: "Tôi chẳng cần quan tâm con rối Anh nào đang thống trị đế quốc mặt trời không bao giờ lặn này. Ai khống chế được việc cung ứng tiền tệ của đế quốc Anh thì người đó khống chế được đế quốc Anh, mà người này chẳng ai khác ngoài tôi." Bí mật loạn luân trong gia tộc Rothschild. Lo sợ tài sản của gia đình sẽ bị phân tán bởi sự mở rộng quy mô thông qua hôn nhân, Mayer cấm không cho các con và cháu gái thừa kế trực tiếp của cải, thậm chí ông còn cho phép hôn nhân cùng huyết thống. Trên thực tế, bốn cháu gái của ông đã cưới người trong dòng họ và một người cưới chính người chú của mình. Ngoài ngân hàng, nhà Rothschild còn tham gia đầu tư vào ngành đường sắt và một công ty công nghiệp khác. Những thế hệ nhà Rothschild sau này tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh sang cả sản xuất rượu vang, bất động sản, khai khoáng dầu. Sự giàu có và nổi tiếng của gia tộc Rothschild là không phải bàn cãi. Tuy nhiên, cho đến tận ngày hôm nay, không có tài liệu nào ghi lại hay tính toán được chính xác khối tài sản của gia tộc này. Một số thông tin không chính thức cho biết gia đình này nắm giữ khối tài sản trị giá 350 tỷ đô la Mỹ trải khắp trên thế giới. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng con số này là quá nhỏ so với thực tế và họ phán đoán nhà Rothschild đang nắm giữ khối tài sản lên tới 1.000 tỷ đô la Mỹ. Hậu duệ nhà Rothschild hiện đang làm gì? Ở đâu? Tuy hiện nay, quyền lực của gia tộc Rothschild đã bước qua thời hoàng kim, hậu duệ của gia tộc này cũng có mặt nhiều nơi trên thế giới, nhưng họ đều là những nhân vật thành công và danh giá trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Nổi tiếng nhất trong số đó có lẽ là Nathaniel Rothschild, con trai út và cũng là con trai duy nhất trong số 4 người con của Jacob Rothschild, bá tước Rothschild đời thứ tư. Hiện nay, ông sống chủ yếu ở Thụy Sĩ và điều hành công ty tư vấn JG&A Limited, chuyên giao dịch tài nguyên thiên nhiên ở các thị trường mới nổi. Ngoài ra, còn rất nhiều cái tên khác bao gồm Hannah Rothschild, James Rothschild và Victoria Cantorai Rothschild. Mặc dù nắm trong tay sức mạnh có thể điều khiển cả thế giới, nhưng gia tộc Rothschild lại giấu mình trước truyền thông, tạo nên một lớp màn bí ẩn bao phủ lên lịch sử hào nhoáng của dòng họ đầy quyền thế này.